Lỡ nghịch ngợm là thấy chị đưa chổi cho mẹ, thanh niên nhanh trí đóng tiểu phẩm khiến ai cũng phải chịu thua. Sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng em lại mang trong mình tâm hồn của một nghệ sĩ hài. Chính vì lợi thế hơn tất cả các thành viên khác trong gia đình, nên cháu nó đã tận dụng bằng cách dùng tiểu phẩm để né đòn cực ghê. Cụ thể, sau khi quá nghịch ngợm đến mức làm mẹ cọc, nhi đồng mới nhơn này đã chuẩn bị lên thớt khi thấy bà chị cầm chiếc chổi ra đưa cho mẹ. Cảm thấy tình hình quá cấp bách, thanh niên này đã phải khơi gợi tình mẫu tử khiến ai xem xong cũng phải cảm lạnh theo. Với dự đoán của Giang Cư Mận, rất có khả năng trong tương lai, cháu nó sẽ trở thành diễn viên hài nổi tiếng thông qua tiểu phẩm tầm cỡ Hollywood này. Chổi đây. Mẹ con tôi đâu phải tôi anh cả. Mẹ mà nói chuyện con mẹ mẹ mãi mãi. Anh cứ ghét đi. Mẹ sao tôi đi không? Con có thích gào không? Mẹ không nói tôi anh một lần nào nữa. Mãi mãi. Được rồi, con có thích mẹ, con thích gào cái mồm hay không? Không. Đấy, con nói cái kiểu như thế là có đáng để tôi với anh không? Không. Anh Quỳnh đưa đây. Không, chết Quỳnh. Không. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.